Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Mục tiêu quan trọng của Ukraine ở Cớt, Nga khẩn cấp tăng cường phòng thủ. Đội ngũ tranh cử của ông Trump tìm chiến lược mới đối đầu với bà Harris. Pháp sẽ chặt an ninh cho lễ bế mạc Olympic Paris 2024. FBI khám xét nhà cựu sĩ quan tình báo Mỹ Do vi phạm luật về đặc vụ nước ngoài Ngay bây giờ là nội dung chi tiết Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Các chuyên gia gần đây đã đưa ra một số mục tiêu Mà các cuộc tấn công của Ukraine hướng tới Bao gồm phá hủy trạm xăng xuất ra Nơi Liên bang Nga bơm khí đốt vào châu Âu chuyển hướng sự chú ý của Bộ Chỉ huy phía Liên bang Nga khỏi Donbass, phá vỡ các tuyến đường sát tiếp tế cho lực lượng của Liên bang Nga ở khu vực Kharkov và nâng cao tinh thần của quân đội Ukraine. Theo quân đoàn vệ binh Nga, Moscow cũng bày tỏ lo ngại về nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm gần nơi giao tranh và an ninh tại đây được cho là đã được tăng cường. Mới đây, phái đoàn thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Áo đã đăng một thông báo trên Telegram rằng các mảnh vỡ cùng một số bộ phận có thể từ rocket bị đánh chặn đã được tìm thấy ở nhà máy hạt nhân Kursk trong đó có khu vực xử lý chất thải phóng xạ. Vào thời điểm đó, thị trấn Kuchatov, nhà máy năng lượng hạt nhân hay cơ sở à tầng năng lượng chưa bị pháo kích trực diện, nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Tình trưởng Alexei Smirnov cho biết, mảnh vỡ drone đã rơi gần trạm phát điện ở Kuchatov và khu vực đã xảy ra mất điện trong thời gian ngắn. Moscow đã trình báo diễn biến cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ở Viên, đồng thời bày tỏ lo ngại những hoạt động liều lĩnh của Ukraine đang đe dọa cơ sở hạt nhân Nga lẫn ngành hạt nhân toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông Roman Ustinov, phó trưởng phái đoàn thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Áo, Moscow chưa cảm thấy cần đề nghị triệu tập phiên họp khẩn cấp ở IAEA về vấn đề này. Trong khi đó, Ukrainska Pravda tiếp tục đưa tin tại Nga, nhà máy điện hạt nhân Kurs đang được chuẩn bị phòng thủ do một số nhóm lực lượng vũ trang Ukraine tiếp cận. Theo các báo cáo trước đó, lực lượng an ninh Nga đã chặn các tuyến đường vào nhà máy điện hạt nhân Kursk một nguồn tin từ nhà máy cũng đã cho biết việc tăng cường an ninh đã được thực hiện. Rosatom xác nhận rằng họ đã cắt giảm số lượng công nhân xây dựng tại nhà máy điện hạt nhân Kurs 2. Nhà máy điện hạt nhân Kurs là nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại Nga đang tích cực xây dựng các tổ máy điện mới. Một blogger người Nga cũng đưa tin rằng nhà máy điện hạt nhân Kurs đang chuẩn bị phòng thủ vì các nhóm nhỏ cơ động của lực lượng Kiev gồm từ 5 đến 20 người đã được phát hiện cách nhà máy 39 km. Một số nhà phân tích dự đoán rằng Ukraine có thể tìm cách tận dụng bất kỳ lãnh thổ nào mà họ chiếm được ở tỉnh Kursk để yêu cầu trả lại đất đai của Ukraine hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Điều này có thể bao gồm khả năng đổi nhà máy điện hạt nhân Kursk lấy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vốn nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022. Một chiến dịch thành công cũng có thể củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình được mong đợi từ lâu với Nga. Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã gây ra tranh cãi khi nói rằng việc bỏ đói 2 triệu người ở Gaza có thể là biện pháp hợp lý và hợp đạo đức để giải thoát cho toàn bộ con tin Israel. Ông Smotrich, chính trị gia theo quan điểm cực hữu, nói trong một cuộc họp báo rằng Nhưng không ai trên thế giới để chúng tôi làm vậy. Chúng tôi vẫn viện trợ nhân đạo vào Gaza vì không có lựa chọn nào khác. Israel vẫn cần đến tính hợp pháp quốc tế để tiến hành cuộc chiến này. Jeremy Lawrence, phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền tức. Cho biết ông Tức bị sốc và bàng hoàng trước phát biểu của bộ trưởng Israel. Theo ông Tức, việc bỏ đói dân thường như phương thức tiến hành xung đột chính là tội ác. Cùng quan điểm trên, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell cũng chỉ trích phát biểu của ông Smotrich, lưu ý rằng việc bỏ đói dân thường là một tội ác và đó là điều không thể ủng hộ. Ông Borrell cho biết, chúng tôi mong đợi chính phủ Israel sẽ rút khoát không nghe theo những lời của vị bộ trưởng này. Còn bộ trưởng Bộ ngoại giao Anh David Lammy cho rằng không thể có lý do chính đáng nào cho những phát biểu của bộ trưởng Smotrich và kêu gọi chính phủ Israel cần lên án chúng. Giải Gaza hiện phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do các biện pháp hạn chế của Israel đối với viện trợ và giao tranh đang diễn ra khiến khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp y tế, thực phẩm và những nguồn cung thiết yếu khác trở nên khó khăn hơn. Cơ quan y tế tại Gaza ghi nhận số người thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này đã lên tới gần 40.000 người. Trước đó. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, dẫn số liệu từ các đối tác ghi nhận hàng nghìn người dân Gaza một lần nữa phải di rời khỏi một số khu vực thuộc thành phố Yunis sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán mới. OCHA đánh giá lệnh sơ tán ảnh hưởng đến người dân ở phía đông và trung tâm Yunis cũng như khu vực al -Sanka của thành phố Deir al-Bala. OCHA cũng kêu gọi tạo điều kiện cho dân thường được đến các khu vực an toàn hơn và cho phép họ trở về ngay khi hoàn cảnh cho phép. Chỉ hơn 2 tuần trước, ekip tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng vang dội của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn khi đương kim Tổng thống Joe Biden rút lui và phó Tổng thống Kamala Harris thế chỗ trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ. Ông Corey Lewandowski, cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống nói với Reuters rằng cuộc đua đã thay đổi, đồng thời thừa nhận ekip muốn đấu với ông Biden hơn bởi họ tin là có cơ hội thắng cao hơn không chỉ riêng ông lewandowski chín nguồn tin nội bộ khác cũng tiết lộ với reuters rằng họ coi phó tổng thống harris là đối thủ khó nhằn hơn nhiều so với ông biden một cố vấn cấp cao giấu tên của ông trump cho biết rõ ràng là bà harris có thể giành chiến thắng nội bộ chỉ ra ba vấn đề đối với chiến dịch tranh cử của ông trump sự chậm trễ trong việc tung ra các quảng cáo tấn công bà harris vốn được coi là chìa khóa để chỉ ra điểm yếu dễ nhận thấy của đối thủ sự nghi ngờ giữa một số nhà lãnh đạo, nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa về việc lựa chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm ứng cử viên phó tổng thống và mối lo ngại từ chính bản thân cựu tổng thống. Trong khi đó, theo nhận định của nhà phân tích Matthias Piotrowski tại chương trình an ninh quốc tế của Viện Các Vấn đề Quốc tế Ba Lan PISM, việc tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua tái cử đã mở ra cơ hội mới cho bà Kamala Harris trong cuộc đua tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Sự thay đổi này không chỉ thay đổi động lực chiến dịch của Đảng Dân chủ mà còn làm nổi bật những thách thức và cơ hội mà bà Harris sẽ đối mặt khi bước vào cuộc đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump. Sau khi trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Harris nhanh chóng tuyên bố ý định tranh cử và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng minh trong đảng, giúp bà dễ dàng giành được đề cử mà không gặp phải sự cạnh tranh nội bộ nghiêm trọng. Việc bà Harris ra ứng cử có thể giúp Đảng Dân chủ tiếp cận hiệu quả hơn các nhóm cử tri đa dạng bao gồm phụ nữ và công chúng thuộc các nhóm thiểu số. Phó tổng thống Harris có khả năng kết nối với các nhóm này tốt hơn so với ông Biden nhờ vào các vấn đề như quyền của phụ nữ và sự khác biệt rõ ràng về giới tính và nguồn gốc dân tộc, thậm chí so với cả ông Trump. Việc bà Harris đề cao quyền của phụ nữ, đặc biệt là quyền phá thai, có thể là một điểm mạnh trong chiến dịch của bà, nhất là khi vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng với nhiều cử tri ngoài ra bà harris còn có thể khai thác sự bất mãn đối với các vấn đề pháp lý của ông trump với tư cách là một cựu luật sư và tổng công tố bà harris có thể tạo ra sự tương phản rõ ràng giữa bà và ông trump đồng thời làm suy yếu sự ủng hộ của cử tri độc lập đối với cựu tổng thống mỹ đối với ông donald trump ekip của ông trump đang phải tìm kiếm một chiến lược mới khi phải đối đầu với một ứng cử viên dân chủ trẻ tuổi năng động hơn có thể huy động được hàng trăm triệu đô la mỹ chỉ trong vài ngày như bà harris các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc và tại những bang chiến địa của Mỹ mới đây đã cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục gia tăng sức mạnh trước ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo kết quả khảo sát công bố của FiveThirtyEight, một trang web phân tích thăm dò ý kiến hàng đầu, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trên toàn quốc. Tại các bang còn dao động, nữ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đang dẫn trước ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump dẫn trước bà Harris ở Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Chuyên gia Amy Walter thuộc Tổ chức Nghiên cứu Phi Đảng Phái báo cáo chính trị Cook cho biết trước khi bà Harris ra tranh cử Tổng thống, ông Biden đã tụt lại phía sau đáng kể không chỉ ở tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc mà còn ở những bang chiến địa. Hiện giờ, trong thời gian bà Harris tham gia cuộc đua, những con số đó đã thay đổi khá đáng kể về phía nữ chính khách này. Điều này phản ánh những gì chúng ta đang thấy trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý, xu hướng trên không biến những bang chiến địa từ ủng hộ ông Trump thành ủng hộ bà Harris. Thay vào đó, nó ám chỉ cuộc đua không còn nghiêng về ông Trump như hồi cuối tháng 7 nữa. Và đó là lý do tại sao giới quan sát gọi cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2024 là cuộc đua ngang tài ngang sức. Trước đó, ABC News cho biết ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều xác nhận sẽ tham gia cuộc tranh luận do đài này tổ chức. Vào ngày 10 tháng 9, tại một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Maalago ở Florida, cựu tổng thống Donald Trump cho biết ông mong chờ cuộc tranh luận với Phó tổng thống Harris. Ông cũng đồng ý tham gia các sự kiện do ba đài Fox News, ABC News và NBC News tổ chức. Thông tin về thời điểm tranh luận trên các kênh truyền hình do một cố vấn cấp cao của ông Trump và một nguồn tin của ABC tiết lộ cũng trùng khớp với bình luận mới nhất của cựu tổng thống. Ông Trump cho biết các chi tiết nhỏ vẫn đang được thảo luận, bao gồm địa điểm và có khán giả hay không. Phó tổng thống Kamala Harris cũng đã xác nhận sẽ tham gia tranh luận. Ứng viên Đảng Dân chủ cho biết, bà mong chờ cuộc đối đầu trên ABC News. Bà Harris nói: "Tôi rất vui vì cuối cùng ông ấy đã đồng ý tham gia một cuộc tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9. Tôi rất mong chờ điều đó và hy vọng ông ấy sẽ xuất hiện." Đồng thời nhấn mạnh việc bà sẵn lòng bàn về một cuộc tranh luận nữa sau ngày mùng 10 tháng 9. Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ tăng cường an ninh tối đa cho lễ bế mạc Olympic Paris 2024 diễn ra vào ngày 11 tháng 8. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gerard Damanin cho biết Olympic Paris đang đi đến giai đoạn cuối và công tác đảm bảo an ninh vẫn được tập trung cao độ. Dù vẫn chưa phát hiện bất cứ nguy cơ khủng bố nào nhắm vào đại hội năm nay, Bộ Nội vụ vẫn cảnh giác trước các mối đe dọa khác nhau như tấn công trên mạng, phá hoại, phạm pháp, khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gerard Damanin nhấn mạnh sẽ đặc biệt tăng cường an ninh cho lễ bế mạc Olympic trên sân vận động Stade de France nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Ông nói, chúng tôi đặc biệt tập trung sau những gì mới diễn ra tại Áo. Với lễ bế mạc Olympic, chúng tôi sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh tại Paris và các vùng lân cận, trong đó sẽ cắt cử riêng 2.000 nhân viên an ninh có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho sân Stade de France và hỗ trợ khán giả trở về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng cho biết có khoảng 10.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai để đảm bảo an toàn cho nội dung mang tính biểu tượng của Thế vận hội Olympic là cuộc thi marathon đường dài 42 km diễn ra tại vùng thủ đô in de france Ông Gerard Damanin bày tỏ lo ngại trước tâm lý bài do thái dâng cao tại Pháp do xung đột gia tăng tại Trung Đông. Số liệu thống kê cho thấy tại Pháp, 60% hành vi chống tôn giáo là bài do thái. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, Pháp ghi nhận 366 hành vi bài do Thái, tương đương 4 hành vi bài do Thái mỗi ngày, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Zira Damanin cho biết, cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ tổng cộng 200 đối tượng gây rối kể từ khi Olympic Paris 2024 bắt đầu, trong đó có 180 người bị giam giữ. Theo ông, nhìn chung, Tỷ lệ tội phạm trong thời gian diễn ra Thế vận hội đã giảm khi lực lượng cảnh sát và an ninh liên tục tuần tra trên đường phố. Ông Damanin khẳng định Pháp sẽ tiếp tục siết chặt an ninh tại thủ đô Paris sau Thế vận hội. Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8. Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh cùng khoảng 20.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao này. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận lệnh cấm chuyển giao một số vũ khí không đối đất cho Ả Rập Xê Út đã được dỡ bỏ. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi sẽ xem xét hoạt động chuyển giao mới trong từng trường hợp cụ thể, phù hợp với chính sách chuyển giao vũ khí thông thường. Trong tuần này, chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với quốc hội về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm. Reuters dẫn một nguồn tin cho biết, việc nối lại xuất khẩu có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ ả rập xê út đã hoàn thành phần việc của họ trong thỏa thuận và chúng tôi cũng đã chuẩn bị hoàn thành phần của mình theo luật pháp mỹ các thỏa thuận vũ khí quốc tế lớn phải được các thành viên quốc hội xem xét trước khi chúng được hoàn tất các nhà lập pháp mỹ đã đặt câu hỏi về việc cung cấp vũ khí tấn công cho ả rập xê út trong những năm gần đây viện dẫn nhiều vấn đề bao gồm thương vong của dân thường trong chiến dịch của ả rập xê út ở yemen tuy nhiên sự phản đối của các nghị sĩ mỹ đã dịu hơn trong bối cảnh Trung Đông rơi vào hỗn loạn sau cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel hôm mùng 7 tháng 10 năm 2023, cũng như những thay đổi trong cách thức tiến hành kế hoạch quân sự ở Yemen. Kể từ tháng 3 năm 2022, thời điểm Ả Rập Xê Út và lực lượng hầu thi ở Yemen nhất trí một lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ, Ả Rập Xê Út đã không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào vào Yemen, trong khi hầu thi cũng đã ngừng các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng hỏa lực vào vương quốc này. Cuộc xung đột Yemen được coi là một trong số nhiều cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi đã lật đổ chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở thủ đô Sana vào cuối năm 2014 và tham chiến chống lại liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo kể từ năm 2015. Cuộc xung đột đã sát hại hàng trăm nghìn người và khiến 80% dân số Yemen sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Từ năm 2021, Tổng thống Biden theo đuổi lập trường cứng rắn về việc bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út với lý do kế hoạch quân sự của nước này tại Yemen gây thương vong nặng nề cho dân thường. Sau đó, mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ dần nông ấm trở lại khi Washington phải hợp tác nhiều hơn với Riyadh để ứng phó với cuộc xung đột ở giải Gaza. Theo thông tin từ tờ Times Union, các đặc vụ liên bang và cảnh sát bang đã khám xét nhà của cựu lãnh thủy đánh bộ Mỹ và thanh tra vũ khí của Liên hợp quốc, Scorritter ở bang New York hôm mùng 7 tháng 8. Cảnh sát bang và đặc vụ FBI đã đổ xô đến khu phố của thị trấn Bethlehem, phía nam Albany vào khoảng giữa trưa. Họ đã mang ra khỏi nhà hơn 20 hộp ngay trước 5 giờ chiều giờ địa phương. Các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện lệnh khám xét liên quan đến các mối quan ngại mà chính phủ Mỹ có về việc vi phạm đạo luật hạn chế đại lý nước ngoài, FARA. Ông Ritter cho biết với các phóng viên tập trung bên ngoài nhà, sau khi các đặc vụ rời đi, hồi tháng 6, cựu sĩ quan tình báo Scott Ritter cũng từng bị thu giữ hộ chiếu khi đang lên máy bay tới Nga để tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, SPIEF. Ông Ritter nói với RT, "Tôi đang lên chuyến bay, ba sĩ quan cảnh sát kéo tôi sang một bên, họ lấy hộ chiếu của tôi. Khi được hỏi tại sao, họ nói lệnh của bộ ngoại giao. Họ không có thêm thông tin nào cho tôi." Ông Ritter từng là cựu sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ người sau này là thành viên thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc. Ông cũng được biết đến là cộng tác viên của RT, viết về an ninh quốc tế, các vấn đề quân sự, Nga và Trung Đông, cũng như kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Lần gần đây nhất ông Ritter đến thăm Nga là vào tháng 1 năm 2024, dành thời gian ở Chechnya, Moscow và Saint Petersburg và một số nơi khác. Scott là một cựu đại úy thủy quân lục chiến Mỹ. Ông đã phản đối cuộc xâm lược của Mỹ đối với Iraq năm 2003 khẳng định rằng chính quyền của tổng thống Saddam Hussein không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, như Washington tuyên bố vào thời điểm đó. Được biết, ông Reiter đã không đăng bất kỳ thông tin gì về cuộc khám xét trên mạng xã hội. Bài đăng gần đây nhất của ông trên X là từ cuộc gặp với ứng cử viên tổng thống độc lập Robert Kennedy Jr. Khả năng tồn tại của tàu sân bay, biểu tượng sức mạnh của hải quân Mỹ, đang bị đặt dấu hỏi do những tiến bộ trong công nghệ chống hạm, chẳng hạn như máy bay không người lái và tên lửa những con tàu khổng lồ này ngày càng dễ bị tấn công bằng các biện pháp tinh vi và rẻ tiền đặc biệt là từ các đối thủ như trung quốc trong xung đột việc mất một tàu sân bay sẽ là một đòn chiến lược và gây tác động tâm lý nếu tàu sân bay trở nên lỗi thời hải quân mỹ có thể chuyển sang các tàu chiến có khả năng tàng hình nhanh nhẹn hơn như tàu ngầm và tàu khu trục để duy trì sự thống trị của mình tàu sân bay từ lâu đã được xem như biểu tượng sức mạnh của hải quân mỹ nói riêng và quân đội mỹ nói chung tuy nhiên công nghệ chống hạm ngày càng phát triển với sự ra đời của máy bay không người lái và tên lửa điều này đã và đang đặt ra những thách thức mới cho khả năng tồn tại của tàu sân bay trong tương lai những chiếc tàu sân bay đắt tiền này ngày càng dễ bị tổn thương trước các biện pháp tấn công rẻ tiền của các lực lượng thù địch bên cạnh những khoản đầu tư đáng kể vào các lớp tàu sân bay mới hải quân mỹ cũng đang tìm kiếm và phát triển những loại tàu chiến mới tàu sân bay đã góp phần định hình sức mạnh của hải quân mỹ cho đến ngày nay nhưng nếu tàu sân bay trở nên lỗi thời, Hải quân Mỹ buộc phải tìm những phương tiện mới để thay thế nhằm duy trì sự thống trị của mình trên toàn cầu. Một số chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của tàu sân bay trong môi trường chiến đấu hiện đại. Nhờ những tiến bộ gần đây trong công nghệ chống hạm, nhiều thiết bị có công nghệ thấp và tương đối rẻ có thể được sử dụng để ngăn chặn hoặc thậm chí phá hủy các tàu chiến tiên tiến. Ví dụ, những chiếc máy bay không người lái được lực lượng hầu thi triển khai theo bề đàn đã gây ra nhiều khó khăn cho các tàu chiến hiện đại và đắt tiền của Mỹ ngoài khơi bờ biển Yemen. Bên cạnh đó, các loại tên lửa chống hạm ngày càng tiên tiến, có khả năng nhắm mục tiêu và phá hủy các tàu sân bay từ xa. Theo các chuyên gia quân sự, tàu sân bay là mục tiêu lớn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Theo nghĩa đen, tàu sân bay là một con tàu khổng lồ với chiều dài hơn 300m, có tới 5.000 nhân viên làm việc và mang theo khoảng 10 máy bay chiến đấu. Theo nghĩa bóng, tàu sân bay là biểu tượng của sức mạnh hải quân và là niềm tự hào của một quốc gia. Việc đánh chìm một tàu sân bay hiện đại sẽ là một chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy mà tàu sân bay luôn là một mục tiêu vô cùng hấp dẫn trong một cuộc xung đột tiềm tàng có thể xảy ra trong tương lai với Trung Quốc. Mỹ sẽ phụ thuộc vào các tàu sân bay để triển khai sức mạnh không quân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trung Quốc chắc chắn sẽ sử dụng kho tên lửa chống hạm khổng lồ cùng với hạm đội tàu ngầm tàu sân bay và tàu nổi để nhắm vào các tàu sân bay của Mỹ. Các chuyên gia suy đoán rằng việc mất dù chỉ một tàu sân bay cũng sẽ là đòn giáng mạnh vào mọi nỗ lực giao tranh của Mỹ. Đặc biệt, công chúng Mỹ sẽ rất sốc khi biết con số thương vong trên một tàu sân bay bị tấn công. Nó có thể cao gấp đôi số người thiệt mạng trong vụ tấn công cực đoan 11 tháng 9. Hiện tại, hải quân Mỹ đã đầu tư đáng kể nguồn lực vào đội tàu sân bay của mình. Trong khi đó, việc thay thế tàu sân bay sẽ là một quá trình phức tạp và cần nhiều thời gian nhưng nếu những chiếc tàu sân bay lỗi thời và không còn phù hợp với điều kiện tác chiến trong chiến trường tương lai thì hải quân mỹ cũng cần có những điều chỉnh phù hợp